ơi. Dạ. Sao, con nè. Sao nói là về từ hôm qua mà giờ cũng mới về sao vậy? Dạ. Đúng rồi, sao con về trễ vậy? Thật ra là con cũng muốn về lắm, nhưng mà tại vì phải ở lại ký thêm hợp đồng. Mà cũng tại bà không làm nên con mới phải thấu hết đấy chứ. Ôi thôi bà đây bà thường. Ô đồ 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 đồ. À Khang. Khang. Dạ. À khi nào mẹ cũng về vậy? Con không biết nữa. Mà con thấy dạo này mẹ bận lắm bà. Trời ơi. Ô đây đây, đây bà thường. Ừ, thôi. Nhóc con kìa. Có nhớ anh Hai không đó? Ở nhà có quậy ba không hả? Anh Hai kêu kìa. Ừ. Ôi ơi, ai nhìn vô tưởng con là ba của đứa nhỏ này chứ không phải là anh Hai đâu nha. Trời ơi, mai mốt mà vô trường mầm non là hai chú cháu dẫn tay nhau đi học đó nghe. Nghe bà nói chưa? Bác. Công nhận anh chị con ghê thiệt á, con tưởng. Cô này thiệt à. Con. Ý. Ô đây đây bà đây bà. Nó gì vậy? Gì vậy? Cô làm gì vậy? Làm gì cô không có cái đó vậy á? Anh em mà có ai nói chuyện. Trời, để mẹ đi lấy tả liền. Dạ. Chờ nội nghe con. Nhanh đi bác ơi. Đi kìa, ra phụ ba con đi. No. Trời ơi. Lô hàng xuất đi Hàn Quốc vừa rồi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Lượng tiêu thụ đang rất tốt. Hôm nay họ sẽ gửi báo cáo tài chính cho mình hả mẹ? Mẹ, chị. Mấy mẫu thiết kế của Thanh Hằng được đánh giá cao lắm nha. Lượng tiêu thụ đứng nhất nhì luôn đó. Thanh Hằng giỏi quá. Alo, anh hả? Alo, em nghe nè. Sao? Anh cho con ăn hết bình sữa hả? Anh làm thế nào mà giỏi vậy? Con quay lắm à. Thiệt hả? Con ấy được rồi hả? Trời ơi, may quá, em cứ lo em bữa nay. Được rồi, em sẽ về liền. Em biết rồi, em sẽ tranh thủ về sớm. Bye bye anh. Làm phụ nữ thiệt mệt mà. Anh hả? Đây của hai bạn nè, cảm ơn. Ừ, ba đang trông cho hạt dẻ, anh đang ở quán nè. Chưa, anh túi bụi ngoài quán từ sáng giờ luôn á. Anh biết rồi. Bye bye dạ. Ê! Chị chỉ cần giúp em, chị đứng chị bán thôi. Chị không cần phải nêm hay là nấu cái gì đâu. Xong việc rồi hả? Ừ, em về nhà rồi. Tối nay cả nhà mình tụ tập với nhau đúng không em? Ừ. Có cần anh chuẩn bị trước không? Ba ơi, em cần chưa ngủ rồi. Ờ dạ, đợi anh xíu nha. Cho em vô phòng đi con. Cả chưa ngủ rồi em à.
cứ hớt cam rồi nè. Anh thấy không ổn rồi, cho nên là anh hủy hợp đồng luôn. Tôi sao ạ? Thế ông có xin lỗi anh không? Vấn đề là không biết xin lỗi luôn mới hay chứ. Một người ở địa vị như vậy đó mà không hề biết cách cư xử chút nào cả. Wow. Tiền không phải là tất cả đâu em. Anh có thể kiếm ít tiền lại một chút, chứ anh không thể nào hợp tác với những người như vậy. Họ không biết điều. Món nào anh cũng biết thèm hết. Vậy lát ăn nhiều. Mời cả nhà. Trời, cái con Mi này nó vẫn cứ thích ăn thịt bò như vậy. Bởi vì anh quyết định là không hợp tác tiếp với ổng, cho nên anh cũng không ngại hỏi thẳng luôn. Lý do tại sao ổng tới trễ mà không hề báo cho anh biết. Biết ông trả lời sao không? Sao? Ông nói đó là điều không cần thiết. Ổng không cần thiết phải làm chuyện đó. Gì? Phải em là em đá vào cuốn họng ấy rồi đó. Trời ơi, cái thằng này tưởng là hiền lành lắm, ai về cũng đầu gấu quá ha. Càng ngày em thấy anh Khang càng nóng tính nha. Nghĩ sao có gia đình hết rồi mà suy nghĩ gì đâu không à. Mà mấy đứa biết tính anh rồi, anh rất nóng tính. Tính nóng mà võ công lại cao nữa. Anh kiềm chế lại được chứ không là lớn chuyện rồi đó. Anh thì chỉ có đánh em thôi chứ anh đánh ai? Đừng có đánh em con. Tối nay á, chú Út phải say với anh. Trời, uống hết chai đó là thêm một chai nữa đó. Trời ơi, cái thằng Út này coi vậy á, cũng ghê quá ha. Con, con ăn cháo đi. Con ăn cháo đi, hôm nay mẹ làm hầm xương ống nó ngọt lắm á con. Chị Linh, tháng sau em phải đi công tác khoảng một tuần á. Có gì chị sắp xếp công việc nha, tại em không có phụ chị coi cửa hàng được á. Yên tâm đi, chị sắp xếp được. Một chó cho anh. Cuối cùng thì chồng tôi cũng là người chỉnh chu nhất. Thương con, thương cháu. Mình ơi, mình nhớ tôi lắm cho nên tóc mình bạc hết đúng không mình? Tôi cũng nhớ mình lắm đó mình. Nhớ cháu, nhớ con. Con vẫn thèm ăn măng xào vậy đó hả con? Ba, ba bên con mình vô một cái đi. Ba. Đi anh em. Cả nhà. Em vô. Ba ăn vô luôn nè. 1, 2, 3, vô. Sẽ gục ngã trước những lời chua cay, vì trong thâm tâm em mơ ngại, tim anh đau đớn khi nghĩ về đôi ta. Nên dù trái tim em hoang dại, đôi khi chẳng dám giữ anh lại nơi đây, vì càng yêu nên em lo rằng bao nhiêu ấm áp sẽ hóa thành hư vô. Nhưng bên anh là điều đẹp nhất mà cuộc đời đã ban cho em. Vậy xin đôi tay nắm chặt nhau dài lắm, qua nhiều sóng gió ánh mắt hồ nghi, và cho yêu thương luôn luôn đậm sâu, mãi mãi một đời mãi. Sẽ gục ngã trước những lời chua cay, vì trong thâm tâm em mơ ngại, tim anh đau đớn khi nghĩ về đôi ta. Nên dù trái tim em hoang dại, đôi khi chẳng dám giữ anh lại nơi đây, vì càng yêu nên em lo rằng
bao nhiêu mơ sẽ hóa thành hư vô. Nhưng bên anh là điều đẹp nhất mà cuộc đời đã ban cho. Hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.